Kinh văn âm: Thời Quán Thế Âm Bồ Tát ư đại hội trung, mật phỏng thần thông quang minh, chiếu diệu thập phương, sát độ cập thử tam thiên đại thiên thế giới, giải tác kim sắc, thiên cung, long cung, chư tôn thần cung, giai tất chấn động, giang hà đại hải, thiết vi sơn, tu di sơn, thổ sơn, hắc sơn, diệt giai đại động, nhật nguyệt châu hỏa, tinh tú chi quang, giai tất bất hiện. Nghĩa: Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát từ trong đại hội mật phóng ánh thần thông quang minh, chiếu sáng mười phương sát độ cùng cõi tam thiên đại thiên thế giới này, khiến tất cả đều biến thành sắc vàng. Thiên cung, long cung và cung điện của chư tôn thần đều chấn động. Sông hồ, biển cả, núi Thiết Vi, núi Tu Di cùng thổ sơn, hắc sơn cũng đều rung động dữ dội. Ánh lửa ngọc của mặt trời, mặt trăng và ánh sáng của các vị tinh tú đều không hiện hữu nữa. Lược giảng: Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát từ trong đại hội mật phóng ánh thần thông quang minh, chiếu sáng mười phương sát độ cùng cõi tam thiên đại thiên thế giới này, khiến tất cả đều biến thành sắc vàng. Hào quang do Quán Thế Âm Bồ Tát bí mật phóng ra chiếu dọi khắp nơi, làm cho mười phương quốc độ và luôn cả cõi tam thiên đại thiên thế giới của chúng ta như nhuộm một màu vàng rực rỡ. Mười phương quốc độ này là ở ngoài, chứ không phải ở trong cõi tam thiên đại thiên thế giới của chúng ta. Có ai biết thế nào gọi là tam thiên đại thiên thế giới không? Chẳng lẽ không có người nào biết cả sao? Thế thì, thế nào gọi là một thế giới? Cứ một núi Tu Di, một cái tứ thiên hạ, một mặt trời và một mặt trăng thì gọi là một thế giới. 1000 núi Tu Di, 1000 mặt trời, 1000 mặt trăng và 1000 cái tứ thiên hạ gộp lại thì gọi là một tiểu thiên thế giới. 1000 cái tiểu thiên thế giới gộp lại thì gọi là một trung thiên thế giới. 1000 cái trung thiên thế giới thì gọi là một đại thiên thế giới. Bởi tam biến ngôn thiên, chữ thiên, ngàn được lặp lại 3 lần nên gọi là tam thiên. Và do đó, 1000 cái tiểu thiên thế giới, 1000 cái trung thiên thế giới và 1000 cái đại thiên thế giới được gộp lại gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Hiện nay con người đã có thể du hành từ trái đất đến mặt trăng và cho rằng đó là một điều vô cùng tuyệt diệu. Thế nhưng, ngoài mặt trăng này ra còn có bao nhiêu mặt trăng, bao nhiêu tinh cầu khác nữa mà khoa học chưa hề biết tới, nhiều đến vô lượng vô biên. Quý vị đến được chỗ này, nhưng chỗ kia thì vẫn chưa thể đến được. E rằng đến khi nơi nào quý vị cũng tới được hết, thì thế giới này cũng không còn nữa. Thiên cung, long cung và cung điện của chư tôn thần đều chấn động. Theo quý vị, thì tại sao các cung điện ấy lại bị rung chuyển? Chẳng những thế, luôn cả sông hồ, biển cả, núi Thiết Vi, núi Tu Di, cùng thổ sơn, hắc sơn cũng đều rung động dữ dội. Khắp nơi đều có địa chấn, mọi ánh sáng đều không còn nữa. Vì sao có hiện tượng chấn động này? Đó là do Quán Thế Âm Bồ Tát đã vận dụng sức thần thông bí mật làm cho tất cả các cõi giới đều lung lay, dao động. Ánh lửa ngọc của mặt trời, mặt trăng và ánh sáng của các vị tinh tú đều không hiện hữu nữa. Vì sao ánh sáng do mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao phát ra đều biến mất, không còn thấy rõ nữa? Bởi vì các thứ ánh sáng đó đã bị hào quang quá lớn mạnh, quá chói lọi của Quán Thế Âm Bồ Tát lấn át và ăn mất. Nó như thế không có nghĩa là ánh sáng bị ăn hoặc bị nuốt chửng thật sự. Chẳng qua là hào quang do Bồ Tát phóng ra rực rỡ đến nỗi các ánh sáng kia trở nên lu mờ hẳn.
dường như là không còn nữa vậy. Tôi dùng chữ ăn là để ví von, ngụ ý rằng ánh sáng này ăn đứt, sáng rọi hơn các ánh sáng kia vượt bậc. Kinh văn: Âm, ư thị tổng trì vương Bồ Tát, kiến thử hy hữu chi tướng, quái vị tàng hữu, tức tùng tòa khởi, xoa thủ hợp trưởng, dĩ kệ vấn Phật, như thử thần thông chi tướng, thị thùy sở phóng. Nghĩa: Lúc đó, tổng trì vương Bồ Tát thấy tướng trạng hy hữu ấy thì lấy làm lạ, cho là việc chưa từng có, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay, dùng kệ thỉnh hỏi Đức Phật xem tướng thần thông kia là do ai phóng ra. Lược giảng: Lúc đó, tổng trì vương Bồ Tát thấy tướng trạng hy hữu ấy thì lấy làm lạ, cho là việc chưa từng có. Bấy giờ, tổng trì vương Bồ Tát tự nghĩ: Kỳ lạ thật, quả là hết sức kỳ lạ. Từ trước đến nay, chưa bao giờ có chuyện kỳ lạ như vậy. Thế này là thế nào nhỉ? Quý vị xem, ngay cả tổng trì vương Bồ Tát mà còn không biết về hiện tượng ấy. Chẳng trách khi tôi hỏi thì quý vị cũng đều không biết cả. Tổng trì vương Bồ Tát thần thông quảng đại biết bao, thế mà ngài vẫn không hiểu được. Huống gì quý vị chỉ mới nghe qua loa vài câu Phật Pháp thôi, thì làm sao có thể biết được thứ đạo lý vi diệu dường ấy. Cho nên, mặc dù quý vị không trả lời được, tôi cũng thông cảm mà tha thứ cho quý vị. Bấy giờ, tổng trì vương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay, dùng kệ thỉnh hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xem tướng thần thông kia là do ai phóng ra. Kinh văn: Dĩ kệ vấn viết, thùy ư kim nhập thành chánh giác, phổ phóng như thị đại quang minh, thập phương sát độ giai kim sắc, tam thiên thế giới diệt phục nhiên. Thùy ư kim nhập đắc tự tại, diễn phóng hy hữu đại thần lực, vô biên Phật quốc giai chấn động, lòng thần cung điện tất bất an. Kim thử đại chúng hàm hữu nghi, bất trắc nhân duyên thị thùy lực, vì Phật Bồ Tát đại thanh văn, vì phạm ma thiên trừ thích đẳng, duy nguyện Thế Tôn đại từ bi, thuyết thử thần thông sở do dĩ. Nghĩa: Lời kệ hỏi rằng, hôm nay ai được thành chánh giác, phóng đại quang minh khắp thế này, mười phương sát độ thành sắc vàng, tam thiên thế giới cũng như vậy. Hôm nay ai chứng đắc tự tại, phô diễn đại thần lực hiếm có, vô biên nước Phật đều rúng động, cung điện long thần cũng chẳng yên. Đại chúng hôm nay có thắc mắc, chẳng rõ nhân duyên bởi sức ai, là Phật Bồ Tát đại thanh văn, hoặc trời phạm ma trừ đế thích, chỉ mong Thế Tôn đại từ bi, nói rõ thần thông nọ do đâu. Lược giảng: Lời kệ hỏi rằng, bạch Đức Thế Tôn, hôm nay ai được thành chánh giác, phóng đại quang minh khắp thế này, mười phương sát độ thành sắc vàng, tam thiên thế giới cũng như vậy. Tổng trì phương Bồ Tát bạch cùng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Bạch Đức Thế Tôn, phải chăng hôm nay có ai được thành Phật, cả đại địa đều chấn động và chói lòa ánh sáng, có một thứ hào quang màu vàng rực rỡ soi chiếu khắp nơi, khiến cho các cõi nước trong mười phương và luôn cả cõi tam thiên đại thiên thế giới hết thảy đều biến thành sắc vàng. Hôm nay ai chứng đắc tự tại, phô diễn đại thần lực hiếm có, vô biên nước Phật đều rúng động. Chẳng hay hôm nay có vị Bồ Tát nào chứng đắc được sức thần thông tự tại thế? Vị ấy thị hiện phóng ra sức đại thần thông hy hữu nhất, khiến cho tất cả mọi quốc độ của Phật đều rúng động, đều xảy ra địa chấn. Cung điện Long Thần cũng chẳng yên, đời sống của rồng ở chốn Long Cung vốn rất bình yên, song nay thì cung điện
cũng không được yên ổn nữa. Đại chúng hôm nay có thắc mắc, chẳng rõ nhân duyên bởi sức ai. Hiện tại, tất cả đại chúng đều thắc mắc, không hiểu nhân duyên này là như thế nào, ai đang vận dụng sức thần thông và ai phóng ra sự thử ánh sáng này. Thỉnh cầu Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con được rõ, đó là Phật, Bồ Tát, Đại Thanh Văn hoặc Trời Phạm, Ma, Chư Đế Thích. Hiện tượng địa chấn và hào quang có phải là do Phật thị hiện, hay là do Bồ Tát phóng ra, hay là do hàng Đại Thanh Văn, A-la-hán phô diễn? Hoặc giả, hào quang này là do chư thiên cùng ma vương ở trời Đại Phạm phóng ra, hay là do các thần đất phóng ra? Chỉ mong Thế Tôn Đại Từ Bi nói rõ thần thông nọ do đâu. Còn này cuối xin Đức Thế Tôn mở lòng từ bi rộng lớn mà nói rõ nguồn cơn, cho chúng con được biết thần thông quang minh này vốn từ đâu đến. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni Sô ha.